Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 119. Chương 1181, Thiên Yêu Luyện Hình. Trước lúc đó, còn có một việc phải làm. Cốt sáo sẽ gây ra dị tượng, tốt nhất nên rời xa tu tiên giả khác, tìm một hòn đảo hoang. Tần Tang bay khỏi Lôi Thần Đảo, chọn bừa một phương hướng, bay ra thật xa, tìm đến một hòn đảo nhỏ không người. Phụ cận cũng không có dấu vết có tu tiên giả từng hoạt động ở đây. Tần Tang lặng yên không một tiếng động lên đảo, bày ra cấm chết ngăn cách, sau đó mới lấy đồ ra. Túi giới tử, tinh loa, hộ tí. Kỳ thực Tần Tang cũng cảm thấy rất hứng thú với đôi cảnh của nam tử mũi ưng. Thế nhưng sau khi gã ta chết, hai cánh cũng biến mất theo. Hắn tiện tay cầm túi giới tử, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra nét ngoài ý muốn. Dựa vào thực lực của nam tử mũi ưng, tài sản phải cực kỳ phong phú mới đúng. Trên thực tế, trong túi giới tử chỉ có một khoản linh thạch, tiếp đó là một vài đồ vật thượng vàng hạ cám. Nhiều nhất chính là đủ loại yêu cốt, mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng lại không quá phù hợp với thực lực của gã. Thứ Tần Tang muốn tìm thấy nhất chính là công pháp luyện thể của nam tử mũi ưng. Gã có thể thu luyện nhục thân tới mức độ mạnh mẽ như vậy cũng đủ để chứng minh giá trị của môn công pháp này. Chỉ cần công pháp hợp với bản thân, kiêm tu luyện thể cũng có thể xem là một đường. Nhưng Tần Tang tìm mấy lần, dù là công pháp luyện thể hay là bí thuật tu luyện hai cánh, gì cũng chẳng có. Lông mày Tần Tang càng nhíu càng chặt, đột nhiên nhìn về phía tinh loa, túm lấy tinh loa. Hắn phát hiện được một điểm giống nhau. Đồ vật bên trong túi giới tử đều tương tự như tinh loa, toàn bộ đều là trạng thái linh tài, không hề có dấu vết bị người luyện chế. Người này hoàn toàn không dựa vào pháp bảo, chẳng lẽ là noi theo luyện thể sĩ cổ đại, đi theo lộ tuyến thể tu thuần túy, không dựa dẫm vào bất kỳ ngoại vật nào, chỉ có sức mạnh to, lớn của thân thể. Tần Tang kinh ngạc không thôi. Thời đại thượng cổ, trăm nhà đua danh, vô số đại đạo tranh phong, đều có thể đạt được thành tựu kinh người. Năm đó, hắn ở trong Tử Vi cung nhìn thấy trưởng ấn cực lớn, chôn vùi cả tiên thành. Vân Du tự hoài nghi là do thể tu đứng đầu nắm giữ đại thần thông pháp thiên tượng địa gây nên. Tu sĩ nhân loại không so được với yêu thú, không có được truyền thừa của lực lượng huyết mạch mạnh mẽ. Thời đại thượng cổ, bí pháp có vô số, tiên dược thì nhặt đâu cũng có. Còn bây giờ mà muốn tìm một vài loại linh dược có giá trị hơi cao cũng phi thường khó khăn, độ khó khi đi theo con đường thể tu thuần túy đâu chỉ tăng gấp bội. Tần Tang liếc nhìn tinh loa, tìm tòi thấu triệt món bảo vật này, thầm nghĩ chính mình lúc trước đã đoán đúng, tinh loa chính là một kiện dị bảo cần tụ lực mới có thể sử dụng. Tinh loa cũng không phải do con người luyện chế ra, giống như vỏ của một con ốc yêu kỳ dị nào đó thì đúng hơn. Giữ tinh loa trong cơ thể, tiếp tục tế luyện, không ngừng rót chân nguyên vào trong tinh loa. Khi gặp phải địch thủ, đánh ra tinh loa liền có thể cho thấy uy thế kinh người. Uy lực của tinh loa có quan hệ mật thiết với tu vi của người tế luyện và thời gian tế luyện. Cũng không phải chỉ cần rót chân nguyên vào là xong, còn cần trải qua một quá trình phức tạp, hao phí cực nhiều tâm huyết, tiến hành cô đọng. Tần Tang thu tinh loa vào trong khí hải, cảm ứng một chút, nhất thời nghĩ mà sợ không thôi. Trước đó, hẳn là nam tử mũi ưng đã sử dụng qua một lần, thời gian tế luyện lần này cũng không dài, nếu không thì e không chỉ đơn giản là phá hủy kim giao tỏa mà thôi. Đương nhiên, uy lực của tinh loa cũng có hạn mức, cho dù Tần Tang dùng toàn lực tế luyện tới mức độ lớn nhất mà hắn có thể khống chế, cũng không có khả năng đạt đến trình độ của Hỏa Châu, nhưng cũng phi thường kinh người. Dưới tình huống không hề đề phòng, có thể trực tiếp giết chết một gã tu sĩ hậu kỳ. Bởi vì tinh loa là thiên sinh vật, rất khó có thể đánh giá phẩm cấp, nhưng giá trị khẳng định vượt qua pháp bảo trung phẩm. Khuyết điểm duy nhất chính là, mỗi lần đối địch chỉ có thể sử dụng một lần, lỡ như thất thủ, vậy thì trong thời gian ngắn sẽ không còn tác dụng gì. Bởi vì tinh loa là tự nhiên hình thành, Tần Tang không hề gặp trở ngại, dễ dàng khống chế được thứ này, đặt nó trong khí hải, để nó chậm rãi cô đọng chân nguyên. Ngoại trừ tinh loa ra, còn có một chiếc quy giáp bài hấp dẫn sự chú ý của Tần Tang,
quy giáp bài to cỡ bàn tay, chính diện có đường vân hình thành tự nhiên, mặt trái thì khắc một vài phù văn kỳ quái, rõ ràng là được con người gia công. Những phù văn này rất kỳ quái, Tần Tang không có cách nào phá giải, cảm nhận khí tức của quy giáp bài thì lại thấy không giống đồ vật của nhân tộc. Mà vật này rõ ràng không mang theo uy năng mạnh mẽ, hắn liền thu lại. Trừ cái đó ra, nhưng linh tài còn lại cũng có giá trị không thấp, còn có mấy loại đồ vật hiếm có. Hắn cũng được xem như một luyện khí sư, những thứ này ở trong tay hắn có thể phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Thu hồi những đồ vật hữu dụng, Tần Tang hít sâu một hơi, cầm hộ tý lên. Hộ tý được bện thành từ yêu cốt, phi thường cứng rắn. Tần Tang gọi ra ô mộc kiếm, ô mộc kiếm, thôi động kiếm khí, chém thẳng xuống vị trí dày nhất của hộ tý. Rắc rắc, hộ tý vỡ vụn, một đoạn cốt sáo hình trong từ trong rơi ra. Tần Tang cười không ra tiếng, lấy ra hai mảnh cốt sáo của mình, đưa hai bên tới gần nhau. Cạch, cốt sáo tự động dung hợp, trên bề mặt có ánh sáng lóe lên, sau đó lại lặng ngắt như tờ. Trên mặt Tần Tang lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ không phải là chưa tập hợp đủ mảnh vỡ đấy chứ. Nghĩ nghĩ, thử thúc dục thần thức cùng chân nguyên rót vào. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1182, cơ sở tu hành. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Cột sáo đột nhiên run lên, ngay sau đó ánh sáng bắn ra bốn phía, rực rỡ như sao trời, cực kỳ chói mắt, giống như muốn phá tan cấm đoạn linh trận. Tần Tang vừa mừng vừa sợ, không đợi hắn kịp làm gì, ánh sao đột ngột ngưng tụ. Một bản văn tự được tạo thành từ ánh sao xuất hiện trước mặt Tần Tang. Đây là Tần Tang dịch chuyển cốt sáo, bản văn tự liền giống như màn nước cũng dao động theo, mà bản thân cốt sáo vẫn chẳng hề cho thấy uy năng cường đại gì như cũ. Hắn hiểu ra, cốt sáo nào phải chí bảo gì đó, mà là một loại đồ vật nào đó tương tự ngọc giản, bên trong lưu trữ đoạn chữ viết này. Một khối ngọc giản bị chia thành ba mảnh nhỏ, cách nhau vạn dặm, cũng thật là kỳ quái. Không phải chí bảo, trong lòng Tần Tang khó tránh khỏi có hơi thất vọng, chăm chú quan sát bản văn tự, nhanh chóng kinh ngạc phát hiện, bản văn tự này là dùng yêu văn viết nên. Sau khi Thương Lãng Hải và Yêu Hải liên thông, tu sĩ nhân tộc đã từng tìm kiếm bí cảnh cùng cổ bảo của yêu tộc trong yêu hải. Với yêu văn cũng không xa lạ gì, kết hợp với cổ tịch đi sâu nghiên cứu qua. Để cho tiện, Tần Tang đã từng học một ít, mặc dù rất nông cạn, muốn lý giải cả bản văn tự thì rất khó khăn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đọc hiểu một phần. Tên là Thiên Yêu Luyện Hình, mượn lực lượng của chu thiên tinh thần để rèn luyện bản thân. Lực lượng huyết mạch luyện hóa tinh sát cũng có tác dụng tinh luyện. Đây là một quyển công pháp tu luyện của yêu tộc. Tần Tang xem hết quyển sách, hiểu hết nội dung của văn tự, không khỏi thất vọng. Khó trách bên trong cốt sáo có chứa lực lượng tinh thần, công pháp này có quan hệ với chu thiên tinh thần. Cốt sáo chính là phần mở đầu, trợ giúp người tu hành nhập môn, dẫn chu thiên tinh thần vào trong cơ thể. Công pháp của yêu tộc mà lại cần phối hợp với lực lượng huyết mạch, đương nhiên là nhân tộc không cách nào tu luyện. Tuyệt đối không ngờ được, bảo vật đạt được qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, lại là một quyển công pháp không thể tu luyện. Thiên Yêu Luyện Hình, mới nghe tên thôi đã cảm thấy rất khí phách. Thời thượng cổ, thiên yêu cũng được xưng là một tồn tại đỉnh cấp, sánh ngang với tu sĩ đại thừa kỳ. Tần Tang chỉ như cưỡi ngựa xem hoa đọc hết, nhưng cũng có thể khẳng định, công pháp này nhất định là công pháp của một yêu tu đỉnh cấp thời thượng cổ, là bí mật không thể nói. Công pháp dù tốt đến đâu mà không thể tu luyện, thì cũng chỉ giống như một tờ giấy lộn mà thôi. Hả? Không đúng. Tần Tang như phát hiện được thứ gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào bản văn tự. Thiên Yêu Luyện Hình dẫn dắt lực lượng của chu thiên tinh thần để tôi luyện thân thể. Theo như công pháp miêu tả, trong quá trình tu luyện, cùng với lúc dẫn động lực lượng chu thiên tinh thần, sẽ có một loại lực lượng hỗn loạn u ám bị dẫn vào trong cơ thể. Loại lực lượng này gọi là tinh sát chi lực, xen lẫn cùng lực lượng chu thiên tinh thần,
mà nguyên thần bị lực lượng tinh sát không thể nào có kết cục tốt, đều sẽ lâm vào điên cuồng, triệt để đánh mất linh trí, cuối cùng biến thành đồ vật không thể diễn tả, chết thảm. Có điều, thiên yêu luyện hình có thể mượn lực lượng huyết mạch bên trong thể nội của yêu thú để luyện hóa lực lượng tinh sát. Nhờ đó đạt được lực lượng tinh thần tinh khiết để tôi luyện thân thể, đồng thời người tu luyện cũng có thể được phúc trong họa, trong quá trình tu luyện có thể từng bước tinh lọc huyết mạch. Đây chính là chỗ mấu chốt lớn nhất của môn công pháp này. Tu tiên giả không có huyết mạch giống như yêu tu, không có cách nào luyện hóa tinh sát, tu luyện. Môn công pháp này cũng đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết, nhưng điều này lại khiến Tần Tang nhìn thấy cơ hội. Hắn có Phật Ngọc che chở, có thể chống lại việc tinh sát xâm nhập nguyên thần. Lúc trước đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ Ngọc Phật cũng chưa từng khiến cho hắn phải thất vọng. Lúc yêu tu tu luyện thiên yêu luyện hình, trước tiên phải thôi động lực lượng huyết mạch tiến hành luyện hóa, không dám lưu lại một tơ một hào tinh sát. Tốc độ tu luyện phụ thuộc rất nhiều vào sự cường đại của lực lượng huyết mạch, cũng chính là thiên phú của bản thân yêu tu. Tần Tang không cần phân tâm luyện hóa tinh sát, tương đương với yêu tu có thiên phú cấp cao nhất, tốc độ tu luyện so với yêu tu thì nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, vậy có nghĩa là thiên yêu luyện hình trong tay hắn liền biến thành một môn công pháp luyện thể thuần túy. Nhưng nếu như hắn không lý giải sai công pháp, thì cho dù chỉ là một môn công pháp luyện thể thuần túy, cũng sẽ được xưng tụng là đỉnh cấp, cả đời Tần Tang cũng ít thấy được. Không hổ danh tiếng thiên yêu. Phát hiện điểm này, Tần Tang đương nhiên vui sướng không thôi. Nhưng hắn cũng không bị vui sướng che mờ đầu óc. Rốt cuộc thì đây vẫn là một môn công pháp do yêu tu đỉnh cấp sáng lập. Chưa từng có nhân loại tu luyện, Ngọc Phật có thể chống cự tinh sát xâm lấn, nhưng công pháp có thể tạo thành ảnh hưởng khác tới người tu luyện. Ví như lúc nhập môn, trong khoảnh khắc mà tâm thần cùng tinh thần liên kết với nhau, cần thời thời khắc khắc quan tưởng hình dạng thiên yêu. Yêu tu quan tưởng tiên tổ của mình, xác định đường đi, còn hắn thì phải quan tưởng cái gì? Mặt khác, thứ mà Tần Tang thấy được hiện tại chỉ là 4 tầng đầu của thiên yêu luyện hình, nếu như hắn không hiểu sai thì vừa vặn có thể đối ứng với 4 cảnh giới tu hành đầu tiên, cũng chính là luyện khí, trúc cơ, kim đan và nguyên anh. Theo như hắn thấy, tầng thứ 4 đã cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, cần tỉ mỉ tham ngộ. Hắn không rõ cho lắm, tùy tiện quan tưởng một con yêu thú có thể khơi lên biến cố không thể biết trước hay không. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1183, báo ra thân phận. Tần Tang chỉ hiểu phần da lông của yêu văn, miễn cưỡng có thể xem hiểu mà thôi, những thứ mà hiện tại linh ngộ được có thể có sai lầm, không dám mạo hiểm thử nghiệm. Đáng tiếc phần sau lại là một đám sương mù bị che giấu kín kẽ. Điều này cũng có nghĩa là môn công pháp này hẳn là bản hoàn chỉnh, chỉ là tu vi chưa đạt yêu cầu, cho nên không có biện pháp xua tan sương mù, cũng càng khiến Tần Tang không nỡ vứt bỏ. Thiên yêu luyện hình không thể nào chỉ đơn giản là chỉ thẳng hóa thần. Nhưng mà, trước khi quyết định tu luyện thiên yêu luyện hình, cần học xong yêu văn, hiểu thấu toàn bộ công pháp, nếu không thì lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền hối hận cũng không kịp. Bất kể như thế nào, thiên yêu luyện hình quả thực đã mang đến cho Tần Tang một phần hy vọng. Sau khi lấy được nguyên thần dưỡng kiếm chương, trăm năm qua Tần Tang đã gặp không biết bao nhiêu công pháp, Thiếu Hoa Sơn cũng cất giữ hơn 100 bộ. Thế nhưng ngoại trừ vô thương cương sát sông đan, cùng với bí thuật trùng cổ bản mệnh của Vu tộc, công pháp thích hợp với hắn ít càng thêm ít. Cộng thêm thiên phú của hắn có hạn, không có tinh lực phân tâm. Thiên yêu luyện hình có lẽ là một bộ công pháp phù hợp với hắn, hơn nữa lại là một bộ công pháp luyện thể, không xung đột với nguyên thần dưỡng kiếm chương, có thể kiêm tu. Hai bộ công pháp này sở dĩ thích hợp với hắn, đều có công lao rất lớn của Ngọc Phật. Thậm chí có thể nói là, con đường tu hành của hắn dựa vào Ngọc Phật. Ý nghĩa của thiên yêu luyện hình đối với hắn cũng không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì tin tức của 10 loại thần mộc trì trệ không có, ô mộc kiếm không thể thăng cấp,
tu vi của Tần Tang bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, đình trệ không tiến. Không để thăng được thực lực, liền không có biện pháp thông qua thí luyện của kiếm đường. Phía sau kiếm đường có khả năng kết nối với truyền tống trận cổ, mà không tìm được truyền tống trận cổ. Hắn liền không thể trở về Tiểu Hàn Vực để tìm kiếm Vô Gian Huyết Tang, vậy thì sẽ trở thành cục diện bế tắc. Mà pháp bảo cùng trùng cổ đều sẽ bị phong ấn khi tiến vào kiếm đường, chỉ có thể tự thân bắt lấy cơ hội. Luyện thể là một lựa chọn vô cùng tốt. Pháp thể song tu, thực lực đâu chỉ đơn giản là tăng lên gấp bội. Không cần tu luyện tới Thiên Yêu luyện hình tầng thứ 3 đỉnh phong là đã có thể có được thực lực hậu kỳ đỉnh phong. Tần Tang cũng có thêm một con đường để đi, tạm thời không cần vất vả tìm kiếm 10 loại thần mộc. Tại Thiên Hưng Đảo tìm một vị tiền bối kiến thức uyên bác, có thể học được yêu văn, đến lúc đó lại nghiên cứu tỉ mỉ. Môn công pháp này không có người đi trước, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Tần Tang thu công pháp lại, vuốt vẻ cốt sáo, trong đầu chợt lóe linh quang, đột nhiên nhận ra được một điểm không tầm thường. Không thể nghi ngờ, Thiên Yêu luyện hình và Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng đều là công pháp đỉnh cấp, chỉ có điều một bộ thuộc yêu tộc, một bộ thuộc nhân tộc. Mà hai môn công pháp này đều mang vận mệnh giống nhau. Hắn bị chuyển tống tới Thương Lãng Hải, mới dưới tình huống cơ duyên xảo hợp tập hợp đủ công pháp. Nếu không thì, ba mảnh vỡ của cốt sáo e là vĩnh viễn cũng không có ngày được gặp nhau. Tần Tang đột nhiên cảm thấy sờn tóc gáy. Trong lòng của hắn có nghi vấn, bất kể là Tiểu Hàn Vực hay là Thương Lãng Hải, đều có đủ loại lời đồn về tu tiên giới thời thượng cổ được lưu. Truyền đều chứng tỏ cổ tu sĩ cường đại, thậm chí không thiếu truyền thuyết phi thăng thành tiên. Tu tiên giới ngày nay, Nguyên Anh hậu kỳ đã là cao thủ đỉnh cấp, tu sĩ hóa thần kỳ không thấy bóng dáng, tu sĩ có cảnh giới cao hơn thì càng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Con đường thành tiên đứt gãy, công pháp đỉnh cấp đều bị phá vỡ. Hết thảy những việc này chỉ là trùng hợp hay do người làm. Tần Tang hơi cúi đầu, suy nghĩ như thủy triều dâng, nhưng tu vi của hắn còn thấp, mục tiêu lớn nhất hiện tại chính là kết anh, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nghĩ theo chiều hướng tốt, nếu Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương và Thiên Yêu luyện hình giống nhau, đều bị giải rác khắp nơi chứ không phải thiếu hụt, vậy thì hắn liền có một tia hy vọng tập hợp đủ công pháp. Thiên Hưng Đảo. Sau khi Tần Tang đọc xong Thiên Yêu luyện hình, liền vội vàng xuất phát, lao tới Thiên Hưng Đảo. Khoảng thời gian này, Tần Tang chuẩn bị làm một tán tu, thuê một tòa động phủ trên Thiên Hưng Đảo. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, muốn ở lại Thiên Hưng Đảo để thu thập tài nguyên. Nội hải an toàn hơn so với yêu hải, Tần Tang một mình phi hành, không gặp phải bất cứ khó khăn trắc trở nào, liền tới phụ cận Thiên Hưng Đảo. Trong tay hắn có lệnh bài quản sự của Thương hội Quỳnh Vũ, chắc chắn không thể dùng đến, cũng may trước đó hắn đã từng dự đoán qua tình huống này. Đã ngụy tạo thân phận một tán tu, dùng thân phận này hoạt động trong yêu hải một khoảng thời gian, vừa khéo để hiện tại dùng. Diện tích của Thương Lãng Hải hơn xa Tiểu Hàn Vực, nhưng bởi vì phần lớn đều là hải vực, hơn nữa đảo nhỏ có linh mạch cơ bản đều nằm trong sự khống chế của các thế lực lớn. Sau khi hai phe chính ma đình chiến, liên thủ khống chế phần lớn hải vực, phân thành tứ hải, lập xuống quy củ. Cho dù là thế lực tự do nằm ngoài chính ma, thời điểm đệ tử ra ngoài báo ra thân phận cũng sẽ giảm được rất nhiều phiền phức. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1184, Tứ Thánh Sơn. So với yêu hải thì nội hải có thêm rất nhiều trói buộc. Thế lực tham dự tranh chấp mà không nguyện ý gia nhập hai đạo chính ma cũng chẳng phải số ít, nhưng không thể chống đối chính diện với chính ma, ở mặt ngoài cũng chỉ có thể vâng theo. Chẳng trách những Nguyên Anh lão quái kia lại cam lòng vứt bỏ cơ nghiệp ở nội hải, đi qua yêu hải chiếm đảo làm vua, chỉ mưu cầu tiêu diêu tự tại. Phi hành liên tục không ngừng, cuối cùng Tần Tang cũng nhìn thấy bóng dáng của Thiên Hưng Đảo. Hòn đảo này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân tộc, có thể nói là địa phương đầu não cũng chẳng ngoa. Sau này, truyền tống trận đến yêu hải cũng được thiết lập tại Thiên Hưng Đảo.
Cho nên dù Thiên Hưng đảo không nằm ở vị trí trung tâm của Thương Lãng Hải mà hơi lệch về hướng đông, vẫn trở thành thánh địa của nhân tộc. Chính ma hai đạo ước định cùng nhau quản lý, Thiên Hưng thành trên đảo dần dần phát triển thành thành thị lớn nhất của nhân tộc. Thiên Hưng thành mênh mông vô bờ, có vô số tu sĩ tụ tập tại đây, cộng thêm phàm nhân sinh sống ở nơi này. Trong thành người đông như kiến, giống như nước chảy, đều là những cảnh tượng mà không thể nhìn thấy tại Tiểu Hàn Vực. Lần thứ hai tới Thiên Hưng đảo, Tần Tang vẫn bị cảnh tượng to lớn trước mắt làm rung động không thôi như lần đầu. Lần trước, hắn cưỡi ngựa xem hoa đi qua một lần, biết rõ nên đi đâu để thuê động phủ. Bên trong Thiên Hưng thành, tổng cộng có 4 tòa thánh sơn, là nơi mà linh mạch trên hòn đảo này tụ tập. Tứ Thánh Sơn được đặt theo tên của 4 vị tiền bối đã từng ngăn cơn sóng dữ lúc nhân tộc còn nhỏ yếu, cứu vớt nhân tộc trong cơn nguy nan, xem như là nơi cung phụng. Trong đó, có một tòa Thánh Sơn được bố trí truyền tống trận là địa phương được thủ vệ nghiêm ngặt nhất trên Thiên Hưng đảo. Còn động phủ trên 2 tòa Thánh Sơn khác thì được chia ra cho tu sĩ hai đạo chính ma tu luyện. Một tòa cuối cùng mới có thể để tán tu hoặc tu sĩ đến từ nơi khác thuê. Giá cả của động phủ trong Thiên Hưng thành vô cùng đắt đỏ, chất lượng thì không có chỗ nào để chê. Tần Tang mới lấy được di vật của hai đại cao thủ, tài sản sung túc, có thể gồng gánh được, tu sĩ khác thì chưa hẳn. Chiêm ngưỡng Thiên Hưng thành xong, thân ảnh Tần Tang lóe lên liên tục, đi tới trước một cửa của tòa thành. Cùng lúc đó, từ 4 phương 8 hướng thỉnh thoảng lại có ánh sáng của độn thuật thoáng hiện. Từ các cửa thành trên Thiên Hưng đảo vào thành, hoặc là ra khỏi thành, tu sĩ trong thành dày đặc, có thể thấy được phần nào. Phàm nhân thì càng nhiều, đường xá ngoài thành ngang dọc, số thuyền khách ngoài đảo thì nhiều vô số kể, là một cảnh tượng phồn vinh vui vẻ. Phàm nhân và tu tiên giả cũng không ra vào cùng một cửa thành. Thiên Hưng thành có đại trận hộ thành, Tần Tang cũng không muốn dò xét thực lực của vệ đội thuộc Thiên Hưng thành, thành thành thật thật đi lối cửa thành. Tần Tang hiện thân, tu vi của thủ vệ mặc dù thấp, nhưng không biết dùng thủ đoạn gì, có thể thăm dò chính xác được tu vi của Tần Tang. Đổi thành gương mặt cung kính, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đã từng tới Thiên Hưng thành hay chưa. Nếu có tín vật, cứ đi thẳng vào thành là được. Tiền bối chính là cao thủ kết đan kỳ, không cần phải giao nộp linh thạch. Tần Tang lấy ra một khối lệnh bài đã chuẩn bị cẩn thận từ trước đó, sau khi ta kết đan thì vẫn luôn hoạt động trong yêu hải, chỉ có tín vật của đại hoang đảo, có được không? Kỳ thực, muốn đoạt được loại tín vật này không hề khó, Tần Tang dùng 2 thân phận, tại đại hoang đảo liền cầm đi 2 khối. Hai đạo chính ma hẳn là tự đại cho rằng thực lực của mình cường. Đại không sợ kẻ xấu, Thiên Hưng thành và đại hoang đảo đều có loại khí phách một biển chứa được trăm sông. Có điều linh mạch trên đại hoang đảo còn kém xa Thiên Hưng đảo. Dùng truyền tống trận cần tiêu xài một khoản không nhỏ, cũng đâu thể không có việc gì liền truyền tống chơi chơi. Hóa ra tiền bối vẫn luôn săn yêu trong yêu hải. Ngữ khí của thủ vệ càng thêm cung kính, chìa tay ra, tín vật của hai thành có thể dùng được, mời tiền bối vào. Tần Tang lại không hề di chuyển, hỏi thêm, ta muốn ở trong thành tu luyện một thời gian, muốn thuê động phủ, còn cần đồ vật nào khác không? Thủ vệ hỏi, xin hỏi tiền bối đến từ tông môn hoặc thế lực nào? Tần Tang lắc đầu, ta là tán tu. Thủ vệ giật mình, giơ tay lên chỉ vào một tòa thánh sơn trong thành, nếu như tiền bối muốn thuê động phủ. Cầm tín vật trong tay đến Bảo Cô Sơn là được, trên núi nhất định có động phủ thích hợp với tiền bối. Từ chân núi tới đỉnh núi, chất lượng của động phủ cũng càng ngày càng cao, giá cả cũng không giống nhau. Nếu tiền bối cần, vãn bối có thể gọi giúp ngài một tên dẫn đường. Bảo Cô chính là một trong 4 vị thánh nhân, hơn nữa còn là một vị nữ quan. Nói xong, thủ vệ chào một tiếng, phía sau cửa liền có mấy người đi tới, có tu sĩ cấp thấp, cũng có phàm nhân. Ngoài dự liệu là Tần Tang chọn một thanh niên phàm nhân. Người này chừng 20, trên mặt có nét gian xảo, nom như một thằng du côn, nhưng trước mặt Tần Tang lại không dám có tí tẹo lỗ mãng nào. Gã biết được tu vi của Tần Tang từ trong miệng thủ vệ, chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền chết gã. Gã cũng cực kỳ ngoài ý muốn, tiên sư mạnh mẽ như vậy lại chọn chúng chính mình,
dẫn ta tới chỗ người môi giới mua bán nhà cửa của phàm nhân. Đây là thủ lao của ngươi. Tần Tang ném cho thanh niên một viên linh thạch. Bên trong Thiên Hưng Thành, ngoại trừ phụ cận bốn tòa thánh sơn, còn lại đều là địa phương mà phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp sinh sống, chiếm đại bộ phận diện tích của Thiên Hưng Thành. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1185, Ma Trùng. Thanh niên ôm lấy linh thạch, vẻ mặt vui sướng, luôn miệng vâng dạ, cũng không dám nói nhảm, mời tiên sư đi theo tiểu nhân. Trong thành có thể phi hành tại tầng trời thấp, Tần Tang không đủ kiên nhẫn để đi bộ, liền xách cổ thanh niên, để gã dẫn đường bằng miệng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rẽ qua mấy cái ngã tư, thanh niên run rẩy chỉ vào một tòa lầu nhỏ phía xa, run giọng nói, khởi bẩm tiên sư, nơi kia chính là tổ chức môi giới có danh tiếng lớn nhất. Bảo đảm đều là khu vực tốt nhất trong thành, chỉ là giá cả có hơi đắt đỏ. Đương nhiên là đối với tiên sư mà nói, nhất định chẳng đáng bao nhiêu. Được rồi, ngươi có thể đi về. Tần Tang ném thanh niên xuống. Hắn bảo thanh niên chỉ mấy tổ chức môi giới, chờ tìm được thời gian sẽ ngụy trang thành phàm nhân mua một tiểu viện gần Bảo Cô Sơn, chuẩn bị dùng để liên lạc với Liễu phu nhân. Việc liên quan tới Hạng Nghĩa và minh chủ Đông Cực Minh, cứ thận trọng một chút mới tốt. Ném thanh niên xuống, Tần Tang ngự kiếm bay thẳng tới Bảo Cô Sơn, tìm được địa phương cho thuê động phủ tại chân núi. Dù hiện tại hắn giàu sụ, nhưng lúc nhìn thấy giá thuê động phủ, cũng không nhịn được mà hơi đau lòng. Tứ Thánh Sơn nằm trên linh mạch lớn nhất của Thiên Hưng Đảo, linh khí dồi dào đến cực điểm, đắt cũng là chuyện có đạo lý. Tu luyện trong động phủ trên núi, tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Sau cùng, hắn chọn một động phủ gần đỉnh núi nhất có thể, thuê một lần 30 năm, sau khi giao đủ linh thạch thì nhận được ngọc phủ linh trận của động phủ. Tòa động phủ này được xây dựa lưng vào núi, cách đỉnh núi không xa, đứng tại cửa ra vào là có thể nhìn thấy pho tượng. Bảo cô trên đỉnh núi, pho tượng có phong thái tuyệt thế, không hổ là cao thủ đệ nhất thời ấy. Tần Tang thôi động ngọc phủ, mở ra linh trận, nhìn vào trong thì phát hiện động phủ coi như rộng lớn. Cảnh vật xung quanh cũng thật xinh đẹp tĩnh mịch, dù bế quan mấy chục năm ở nơi này cũng sẽ không cảm thấy quá gì bó. Hắn đã quen khổ tu, cũng chẳng để ý tới những thứ này, kiểm tra tỉ mỉ một phen, lại bày xuống một linh trận ngăn cách tại bên trong, sau đó mới yên tâm. Sau này tu hành tại nơi đây, phải ra dáng nhà một chút. Trong lòng Tần Tang có loại tình cảm khó hiểu cuộn trào. Trong động phủ, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, rũ bỏ cảm giác mỏi mệt khi phải đi đường dài mấy ngày liền, sau đó mới bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ con đường tu hành sau này. Những việc này không thể nào làm xong chỉ trong một lần, không cần vội vã nhất thời. Ngược lại, cần bắt tay vào luyện chế kiếm hồn trước, mất một thời gian thai nghén mới có thể biến thành ma trùng, chờ sau khi luyện thành thì ra ngoài tìm kiếm thi thể. Xung quanh Thiên Hưng Đảo có rất nhiều đảo nhỏ, kiểu gì cũng có thể tìm được một bộ thi thể thích hợp. Tần Tang nghĩ xong liền làm, tham ngộ trùng nguyên ma thai. Bảo Cô Sơn, Tần Tang ở trong động phủ liên tiếp mấy ngày không ra ngoài. Một trong những chỗ khó lớn nhất của trùng nguyên ma thai là luyện chế ma trùng. Tần Tang có được kiếm hồn, thông qua kiếm hồn thai nghén ma trùng, độ khó không quá lớn. Tuy nhiên, môn tà thuật ma đạo này vẫn như cũ rất tối nghĩa khó hiểu. Hơn nữa, việc đầu tiên Tần Tang phải làm chính là bắt được phân hồn tồn tại bên trong kiếm quang. Kiếm quang dung hợp phân hồn, trong toàn bộ tu tiên giới trước này chưa từng nghe thấy. Ban đầu Tần Tang định từ từ sẽ làm, không ngờ phát hiện trong quá trình nhận thức, kiếm thuật của hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên, dứt khoát trực tiếp bế quan, đồng thời lĩnh hội kiếm đạo cùng ma công. Bất giác, thời gian hơn 10 ngày thoáng cái đã qua. Trong động phủ, ô mộc kiếm lơ lửng trước mặt hắn. Còn có hai đạo kiếm quang một trái một phải. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào công pháp kiếm quang, nhận được dặn dò của Thanh Trúc tiền bối. Hắn lại lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa, qua những ngày mày mò, rốt cuộc cũng nhận thấy được sự khác biệt của đạo kiếm quang này. Đạo kiếm quang cực kỳ ổn định,
mối liên hệ với chủ nhân càng khăng khít hơn. Nát, trầm ngâm chốc lát, Tần Tang bóp ra một ấn quyết, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cạch một tiếng, kiếm quang tựa như lưu ly, vết nứt bộc phát, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Đột nhiên Tần Tang dùng hai tay ôm lấy đầu, rên rỉ thống khổ. Kiếm hồn vỡ vụn, truyền đến cơn đau nhức kịch liệt như bị kim châm. Có điều loại thống khổ này vẫn kém xa chủng nguyên ma thai nguyên bản, Tần Tang có thể chịu được. Rất nhanh, Tần Tang thích ứng với cơn nhói, ngẩng đầu lên mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, cắn chặt hàm răng, hết sức chăm chú hoàn thành ma công. Theo động tác hắn, mảnh vỡ kiếm hồn bắt đầu dung hợp. Dần dần, dường như một điểm mực nhỏ khuếch tán tại trung tâm kiếm hồn, cuối cùng nhuộm toàn bộ thành màu đen. Kiếm hồn biến mất, thay vào đó là một ma chủng như giọt nước đen. Mặc dù không phải là hoàn toàn dùng thủ đoạn ma đạo thai nghén thành, nhưng vẫn như cũ tản ra nồng đậm ý tà ác. Tần Tang quan sát một lúc, thu hồi ma chủng lại vào không gian nguyên thần, chờ đợi nó thai nghén, tiếp đó mở ra trùng lâu. Vừa rồi khi luyện chế ma chủng nghe được động tĩnh trùng lâu, Tằm Mập đã thức dậy. Nuốt vào xương độc xong, Tằm Mập lại ngủ say như chết. Sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ khí tức trở nên mạnh hơn một chút, không nhìn ra biến hóa khác. Tần Tang đã sớm thành thói quen, không cảm thấy kỳ lạ, Tằm Mập coi như chỉ có một năng lực tịch độc thôi cũng đủ, tiếp tục trưởng thành nói không chừng đều có thể chống lại độc trên thế gian vạn vật. Nghĩ tới đây, Tần Tang lấy ra một khối tử tinh từ thiên quân giới. Nhìn thấy tử tinh, hai mắt nhỏ Tằm Mập sáng lóng lánh, lóe lên ánh tham lam. Nó dường như trước giờ không biết cái gì là no, ủi loạn trong tay Tần Tang đòi thức ăn ngon. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1186, Đan Sư. Tần Tang cũng không bạc đãi nó, đem tử tinh tiến đến trước mặt Tằm Mập. Nó phá vỡ cấu trúc bình chướng của mình, cắn một cái lên tử tinh, phát ra một tiếng rắc vang giòn, cắn xuống một khối nhỏ. Tằm Mập trực tiếp thô bạo như vậy, làm Tần Tang giật nảy mình, lo lắng quan sát trạng thái của nó. Chỉ thấy cổ họng Tằm Mập nhúc nhích một hồi, nuốt trọn khối tử tinh vào bụng, tiếp đó liền bắt đầu buồn ngủ, rơi vào trạng thái ngủ say. Một lần chỉ ăn một khối nhỏ là có thể ngủ sâu như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh dậy. Xem ra những khối tử tinh này đủ để duy trì một đoạn thời gian rất dài. Tần Tang âm thầm thở phào. Tằm Mập kén ăn, tìm kiếm đồ ăn ưa thích của nó không hề dễ dàng. Hắn lục soát nửa ngày trong di vật của nam tử mũi ưng, cũng không tìm được nguồn gốc của khói độc. Sau đó hắn lại gọi ra Thiên Mục Điệp đút cho nó linh dược, hy vọng nó mau chóng đột phá. Cho Tằm Mập cùng Thiên Mục Điệp ăn xong, Tần Tang lĩnh ngộ kiếm đạo một lúc, rồi rời khỏi động phủ xuống núi. Hắn thay hình đổi dạng, trước tiên mua một trạch viện phàm nhân dưới Bảo Cô Sơn làm cứ điểm, tiếp đó một mình đi đến phường thị. Quy mô phường thị Thiên Hưng Thành rất lớn, mỗi ngày có rất nhiều tu sĩ trong ngoài thành đến giao dịch, có thể nói là nơi hưng thịnh nhất giới tu tiên Thương Lãng Hải. Linh Lung Các, Tần Tang đi một vòng lớn trong phường thị, cuối cùng đến trước một tiểu điếm. Danh tự cực kỳ thanh tú, nhưng tiểu điếm cũng không có chỗ đáng xưng đạo, cùng một kiểu với các cửa hàng khác, bán chút phù lục, pháp khí cùng đan dược, các loại đồ vật phổ biến trong tu tiên giới. Lúc này, trong tiệm một người khách cũng không có. Linh Lung Các chính là nơi Liễu phu nhân cùng hắn ước định. Tần Tang quan sát bên ngoài một phen, cất bước đi vào. Chủ cửa hiệu là một vị lão giả tóc trắng, tu vi chỉ ở trúc cơ kỳ. Ở tuổi của lão hiển nhiên không có khả năng kết đan. Thấy Tần Tang tiến đến, đang muốn đứng dậy hành lễ, chợt nghe một tiếng chuông lục lạc vang lên, sắc mặt hơi biến đổi. Chủ tiệm nhìn ống tay áo Tần Tang, lập tức dẫn hắn tới hậu đường. Xin hỏi tiền bối là... Chủ tiệm thận trọng hỏi dò. Bần đạo là Thanh Phong, Liễu phu nhân phải từng nhắc đến với ngươi rồi. Tần Tang đưa ra một cái chuông đồng. Liễu phu nhân bảo bần đạo tìm Linh Lung Các tại Thiên Hưng Thành. Nếu có việc cơ mật thì tiến hành liên lạc thông qua Linh Lung Các, không biết có nhắc qua với người hay không. Chủ tiệm gật đầu liên tục không ngừng, chủ nhân vừa mới phân phó,
vãn bối vẫn một mực chờ tiền bối giá lâm. Thứ cho vãn bối mắt vụng về, vãn bối còn tưởng rằng đạo trưởng là người xuất gia, nên không nhận ra được. Tần Tang không để ý, gật gật đầu, vào vấn đề chính. Bần đạo thuê một tiểu viện ở trong thành, đây là địa chỉ, trong nội viện ta có để cấm chế. Người nói Liễu phu nhân đến thẳng tiểu viện là có thể liên lạc với ta. Để lại địa chỉ xong, Tần Tang không nhiều lời, trực tiếp cáo từ. Sau đó hắn đổi về diện mạo vốn có, bắt đầu đi dạo trong phường thị. Hắn mua chút đồ vật tu luyện cần thiết trong vài cái cửa hàng, đồng thời vô tình hay hữu ý hỏi thăm người khác về Linh Quy Đảo. Không ngoài dự liệu, Linh Quy Đảo không có danh tiếng gì, thanh trúc tiền bối quả thực vô cùng điệu thấp, Tần Tang hỏi một vòng, vậy mà không. Ai biết chủ sở hữu Linh Quy Đảo? Chỉ có một người nói quê nhà mình có một hòn đảo nhỏ gọi là Linh Quy Đảo, lại là chỗ tụ họp của phàm nhân, linh khí trên đảo mỏng manh, không có khả năng có tu tiên giả, là đảo không chủ. Rời khỏi mảnh hải vực này, không một ai biết đến sự tồn tại của hòn đảo nhỏ đó. Ở Thương Lãng hải đảo nhỏ vô số, trùng tên cũng không kỳ lạ. Tần Tang vừa đi vừa nghỉ, đi dạo cả ngày trong phường thị, cuối cùng tới một nơi gọi là phòng đấu giá Tường An. Nghe có vẻ không có gì khí phách, nằm an phận ở một góc, chỉ cầu cát tường bình an. Phòng đấu giá này lại được ba đại thương hội liên minh dựng nên, là tòa nhà lớn nhất trong Thiên Hưng Thành. Tiến vào phòng đấu giá, bằng tu vi của hắn tự nhiên không có khả năng phát sinh chuyện mắt chó coi thường người khác hay nhận được tiếp đãi nhiệt tình. Sau khi được phục vụ dẫn vào tĩnh thất, Tần Tang đưa cho nàng một miếng ngọc giản. Ta muốn mua một loại linh quả, có điều không biết danh tự. Bên trong ngọc giản có linh quả cùng hình vẽ loại cây. Hắn đi dạo xung quanh, vì không tìm ra linh quả lấy được trong thất sát điện là loại gì, không còn cách khác đành phải tới phòng đấu giá, viện ra lý do muốn mua linh quả. Trong phòng đấu giá đều là đại đan sư nổi tiếng lâu đời, có thể nói là một nhóm người kiến thức sâu rộng nhất. Nếu như bọn họ đều không nhận ra, Tần Tang đoán chừng hy vọng ở nơi khác cũng không lớn. Tiền bối xin chờ một chút. Người phục vụ nhìn qua ngọc giản, khom người đi ra ngoài. Không lâu sau, một tên đan sư đẩy cửa vào. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Truyệnđọcviệt.com. Chương 1187, Thiên Yêu Pháp Tướng. Tu vi tên đan sư kia tuy là kết đan kỳ, nhưng mái đầu lại bạc trắng, tướng mạo giản nua. Người này khí thế bất phàm, khiến người gặp khó quên. Nhìn dáng vẻ một mặt cung kính của người phục vụ, địa vị đan sư tại phòng đấu giá chắc chắn cực kỳ cao. Tiền bối, vị này là Dịch đan sư, người phục vụ giới thiệu, xong rất thức thời đóng cửa lui ra ngoài. Dịch đan sư. Tần Tang hơi động lòng, nét mặt hiện vẻ bất ngờ, lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào đón, không ngờ lại kinh động đến Dịch đạo hữu, Tần mỗ thụ sủng nhược kinh. Dựa vào thăm dò của hắn trước đó, Dịch đan sư là một trong những đan sư tiếng tăm lừng lẫy tại phòng đấu giá Tường An. Nhìn thấy người này, Tần Tang không khỏi nói thầm trong lòng, chẳng lẽ linh quả là vật chân quý gì đó, kinh động đến tận người này, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Hai người ngồi xuống hàn huyên. Tần đạo hữu, Dịch mỗ có thể xem qua ngọc giản hay không? Dịch đan sư chỉ vào ngọc giản hỏi, được Tần Tang cho phép, ngưng thần xem xét. Một lát sau, Dịch đan sư mở mắt ra, chú ý tới ánh mắt hiếu kỳ của Tần Tang, khẽ mỉm cười nói, vừa rồi người phục vụ trở về miêu tả linh quả đạo hữu muốn mua. Dịch mỗ phát hiện những đặc điểm này cực kỳ kỳ lạ, hẳn là một loại ta cũng chưa từng thấy qua, liền chủ động đề xuất tới nhìn xem. Tần Tang vội vàng hỏi, Dịch đạo hữu có đầu mối chưa? Dịch đan sư nhíu mày suy tư một hồi, hỏi ngược lại, Tần đạo hữu chỉ có hai bức vẽ này, không có chút thông tin gì khác sao? Về điểm này Tần Tang cắn chết không hé răng. Dịch đan sư nói, không giấu gì đạo hữu, vào lúc Dịch mỗ nhìn thấy bức vẽ cảm giác có chút ấn tượng. Trước đó có lẽ đã nhìn thấy ở nơi nào đó, chỉ là niên đại quá xa xưa, nhất thời không nghĩ ra. Hơn nữa, loại linh quả này rất có thể khi ta bắt đầu học tập luyện đan, từng nhìn thấy trong cổ tịch yêu tộc. Đạo hữu không ngại một thời gian nữa hãy quay lại,
Sau khi trở về ta sẽ kiểm tra cẩn thận một chút. Yêu tộc, Tần Tang khẽ giật mình. Ngay cả đại đan sư nhân tộc nổi tiếng lâu đời cũng không nhận ra cần phải tìm cổ tịch của yêu tộc. Chẳng lẽ đây là loại linh quả chỉ có thể dành cho yêu thú hay sao? Nếu như vậy, chỉ còn cách cho xong đầu hống ăn hết rồi. Không khác gì lãng phí thời giờ của hắn. Vậy thì làm phiền Dịch đạo hữu, tâm ý nho nhỏ, không bằng kính ý. Tần Tang lấy ra một túi nhỏ linh thạch, làm thủ lao. Dịch đan sư không chút khách khí nhận lấy. Sau đó, hai người trò chuyện vui vẻ. Tần Tang nhân cơ hội ngỏ ý muốn học tập yêu văn, mời Dịch đan sư chỉ điểm sai lầm. Tần Mỗ ở luyện khí chi đạo cũng xem như có chút thành tựu. Nghe nói trong Thiên Hưng Thành có cổ tịch của yêu tộc cướp từ yêu hải. Có đọc lướt qua nội dung luyện khí trong đó, khác với nhân tộc, thực sự có chỗ đáng giá tán dương. Tại hạ khổ vì tài sơ học thiền, chỗ tinh thâm khắp nơi khó mà nhìn rõ, như mây trong trong sương, đang muốn bái phỏng danh sư, chỉ điểm sai lầm. Hắn nghe Dịch đan sư nói gần nói xa có chút tinh thông với yêu văn, liền tới thỉnh giáo. Thân là nhân tộc tu luyện công pháp yêu tộc, trước đó lại lĩnh hội toàn bộ thiên yêu hóa hình, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Nghe những lời này, đồng thời biết được Tần Tang là tán tu, khiến Dịch đan sư phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đạo hữu tuổi trẻ, không chỉ có tu vi cao như vậy, lại còn kiêm cả tu luyện khí, Dịch Mỗ bội phục. Đừng nói bái sư, Dịch Mỗ thích nhất là kết giao bằng hữu, chỉ là yêu văn mà thôi, cũng không cần bảo vật gì. Đạo hữu cầm lấy ngọc giản này đi, bên trong không chỉ có kinh nghiệm của Dịch Mỗ, còn có lý giải yêu văn của hội đấu giá những năm gần đây, chỉ cần đạo hữu hiểu rõ, đủ để xem hiểu cổ tịch. Tần Tang thấy vậy rất vui mừng, tỏ ý muốn trả thù lao lại bị cự tuyệt. Hành động lần này của Dịch Mỗ cũng là kết một thiện duyên, kết giao. Đạo hữu với đồng đạo có tiềm lực vô hạn này, không dối gạt đạo hữu, loại ngọc giản này ở trong tay đồng đạo tại đấu giá hội của chúng ta không tính là bí mật gì lớn. Nghe vậy, Tần Tang cũng không làm ra vẻ, nhận lấy ngọc giản, nhưng cũng có qua có lại, mua một số lượng lớn linh tài, còn lấy ra thêm một ít các loại yêu đan, ủy thác đấu giá. Những này linh tài về cơ bản đều dùng để xây dựng linh trận, luyện chế cán cờ thập phương Diêm La Phiên. Linh trận cực kỳ phức tạp, cần có nhiều loại linh tài. Hội đấu giữa tường an tài đại khí thô, người phục vụ nhận mệnh đi, không lâu sau mang về một túi giới tử, thu được khoảng 7-8 phần, thứ còn lại cũng sẽ từ từ giúp hắn tìm. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, vừa ra tay chính là vô cùng bạo, phòng đấu giá càng nhiệt tình hơn với hắn. Tiếp đó, Tần Tang lại yêu cầu mua linh thạch thượng phẩm. Điều này làm cho Dịch đan sư hơi lúng túng một chút, đạo hữu nên biết là linh thạch thượng phẩm cùng cực phẩm có công dụng đặc thù. Ví như đại trận hộ sơn của đại tông môn nhất định phải dùng linh thạch thượng phẩm mới có thể thôi động, không thể đơn thuần dựa vào giá trị của linh thạch. Những năm gần đây, số lượng linh thạch thượng phẩm khai thác được ngày càng ít, đều bị thế lực lớn khống chế, hiếm khi rơi vào cái tay cá nhân. Mà hai tộc tại yêu hải chỉ miễn cưỡng đứng vững gót chân, không có năng lực công khai tìm kiếm mỏ linh thạch, cho nên linh thạch thượng phẩm càng thêm khan hiếm, giá trị cũng nước lên thì thuyền lên. Đạo hữu chỉ có thể chờ đợi cơ hội, nếu có người sẵn lòng xuất thủ, chúng ta sẽ phái người liên hệ ngươi. Tần Tang cũng hiểu được sự thật này, linh thạch thượng phẩm bị các thế lực lớn coi là tài nguyên chiến lược, lưng tựa ba đại thương minh, phòng đấu giá Tường An sẽ không ngoại lệ. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 1188, Thành Vũ Loan Điểu. Thường Lãng Hải càng náo động, linh thạch thượng phẩm càng hút hàng, có điều hắn chỉ cần một ít, hẳn sẽ không khó như vậy. Gần khuya, Tần Tang mới ra khỏi hội đấu giá, xem như thắng lợi trở về, hao tốn cũng kinh người. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Tần Tang không dừng lại mà nóng lòng muốn trở về học tập yêu văn. Trở lại động phủ, Tần Tang phong bế linh trận, lấy ngọc giản ra, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nội dung trong ngọc giản chi tiết hơn rất nhiều so với hắn học được trước đó,
tiến hành đi sâu vào giải thích yêu văn. Hiển nhiên đã qua sự nghiên cứu cẩn thận của các cao nhân tại phòng đấu giá, đối chiếu ngọc giản, Tần Tang chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu thiên yêu luyện hình. Có thông tin trong ngọc giản chỉ điểm, rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn hiểu được môn công pháp này. Nửa phần công pháp trước tổng cộng chia làm 4 tầng, mặt sau ẩn hiện trong sương mù. Lúc này Tần Tang có thể khẳng định là do tu vi của hắn không đủ, nên không thể thấy nội dung sau sương mù. Hắn chú trọng phần luyện thể. Công pháp công bố cuối cùng sẽ luyện thành thiên yêu chi thể, cho nên luyện thể mới là công pháp trung tâm. Ở 4 tầng đầu, bình thường lúc tu luyện chỉ cần dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, từng bước một tôi luyện thể phách, mà mỗi lần đột phá, lại cần trải qua một quá trình bổ sung năng lượng cho cơ thể. Quá trình này cần dẫn động lực lượng chu thiên tinh thần vô cùng nồng đậm, ngay lập tức ập lên đầu, theo đó đạt đến hiệu quả đột phá, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Thiên yêu luyện hình có thể được xưng là công pháp đứng đầu, ắt có nguyên nhân. 3 tầng đầu, sau khi đạt thành tu vi, có thể tu luyện một loại thần thông tên là thiên yêu biến. Chiến lực thi triển sau đó có thể tăng lên cực lớn, trong công pháp không có miêu tả kỹ càng, phải tu luyện mới biết hiệu quả mạnh bao. Nhiều, mà khi đột phá thành công tầng thứ 4, sẽ có thể mở ra thiên yêu pháp tướng. Nghe nói đây mới là công pháp nhập môn chân chính, thiên yêu pháp tướng có thể kèm theo một phần lực lượng của thiên yêu. Phải biết là trong truyền thuyết thiên yêu có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa, chỉ cách phi thăng một bước. Cho dù chỉ là một phần thần thông của thiên yêu cũng đủ đáng sợ, Tần Tang không khỏi hoài nghi, công pháp có phải phóng đại hiệu quả thiên yêu pháp tướng hay không? Thiên yêu pháp tướng yêu cầu công pháp tầng thứ 4, tương đương với nguyên anh kỳ, còn cách hắn quá mức xa xôi. Tần Tang chỉ tập trung vào 3 tầng trước, cẩn thận ước đoán xem mình có tu luyện được hay không. Mấy ngày liên tiếp không nghỉ. Hôm nay, hắn đột ngột rời Thiên Hưng đảo, rời khỏi dãy đảo, lao vùn vụt cả ngày đến một hoang đảo không người, chuẩn bị thử nghiệm tu luyện thiên yêu luyện hình ở chỗ này. Môn công pháp này dẫn động lực lượng của chu thiên tinh thần, Tần Tang không nắm chắc được lúc tu luyện sẽ tạo ra động tĩnh lớn cỡ nào, quyết định thí nghiệm ở bên ngoài trước. Tùy ý bố trí một đại trận, vì công pháp cần đối mặt trực tiếp với tinh không, nên không cần tới động phủ. Tần Tang xếp bằng trên một tảng đá, chờ đêm xuống. Vào ban ngày mặt trời sáng rực, tràn ngập năng lượng mặt trời, mặc dù cũng có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, nhưng không phải thời điểm tốt để tu luyện. Lúc này thái dương lực cực thịnh, nóng rực và cuồng bạo, lúc tu luyện rất dễ tự làm mình bị thương, nhất thời sơ suất thậm chí có thể bị mặt trời thiêu đốt, nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ khi tu vi đạt tới trình độ nhất định mới có thể chống lại. Đêm lạnh như nước mới có thể liên kết thần tinh. Mặt trời chiều ngã về tây, minh sắc tứ hợp. Giữa trời đất như bao phủ một tấm lụa mỏng, tia sáng dần dần mở đi. Cuối cùng, xung quanh hoàn toàn tối đen, trăng trên trời đối lập với trăng trong nước, bầu trời, nước biển hai mảnh tinh hà cùng lấp lánh trong tầm mắt Tần Tang, vầy khắp ánh sao, linh hoạt kỳ ảo thanh tịch, cảnh sắc tuyệt mỹ. Tần Tang ngắm cảnh đẹp xong thì lấy cốt sáo ra đặt ngang trên gối, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Loại bỏ tạp niệm, giữ vững bản tâm, quán tưởng đến thiên yêu. Như ngọn đèn treo trên cao, xua tan mây mù, chiếu rõ con đường phía trước. Tần Tang yên lặng nhớ lại kinh văn mà mình đã lý giải. Thiên yêu hóa hình vi ngôn đại nghĩa, từng câu từng chữ đều phải nghiền ngẫm tỉ mỉ. May thay Tần Tang cũng xem như xuất thân từ danh môn chính phái, có tích lũy thâm hậu. Pháp quan tưởng thấy nhiều trong các kiệt tác của Phật môn, trước kia Tần Tang chưa tiếp xúc bao giờ. Nhưng bất luận Phật hay yêu đạo, đều tuân thủ giữ vững bản tâm, nói đến vứt bỏ tạp niệm, cũng không khó để bắt đầu. Trăng thành gió mát phủ trên người Tần Tang, cột sáo nằm trên gối hắn. Tần Tang vẫn không nhúc nhích, giờ khắc này dường như gió cũng ngừng, mặt biển tĩnh lặng không lay động. Tần Tang tựa như hóa thân thành một gốc cây tùng già, cắm rễ trên hòn hoang đảo này. Suy nghĩ của hắn chuyển động, bắt đầu hình dung. Quan tưởng là chỗ Tần Tang mơ hồ nhất trong môn công pháp này. Yêu tu không phải rối rắm, chỉ cần kích phát huyết mạch, tưởng tượng đến tổ tiên là được. Trong huyết mạch bọn hắn đã lưu lại dấu ấn sâu đậm của tổ tiên.
Dưới sự dẫn dắt của tiên tổ, bọn hắn đi theo con đường của họ, trải qua nhiều lần lột xác, cuối cùng trở thành thiên yêu. Tần Tang thân là nhân loại, hắn không biết nên tưởng tượng tới ai. Đây là một thế giới thất lạc, Tần Tang thậm chí không biết tên vị ti sĩ đại thừa kỳ chân chính, chứ đừng nói chi là tiến hành quan tưởng. Cuối cùng hắn xác định được một mục tiêu, chính là Phật Ngọc. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1189 Khiến người say mê. Hắn không chắc quyết định này là đúng hay sai, thử qua mới biết được. Trong tử phủ, bề ngoài nguyên thần của hắn có ánh vàng nhạt của Phật Quang, hình tượng Phật Ngọc cụt tay từ lâu đã nhớ kỹ trong lòng. Phật Ngọc, Tần Tang mặc niệm một câu. Hắn ngẩng đầu lên, mở mắt ra ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đêm ngàn vạn sao trời, thần bí vô tận. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Tang hồi tưởng lại trời đầy sao trong đầu, tiếp đó nhắm mắt lại. Tưởng tượng ánh sao ngưng tụ, đầu chuyển tinh di, trong ý thức tinh không dần dần xuất hiện hình ảnh kim sắc Phật Đà. Tất cả đều sinh ra vì ý niệm của hắn. Trong Thiên Yêu Luyện Hình nói rằng, thành công một bước quan tưởng này, cốt sáo sẽ sinh ra cảm giác trợ giúp người nhập môn tu hành. Dẫn dắt người tu luyện hấp thụ ánh sao, bắt đầu bước đầu tiên tôi luyện thân thể. Đồng thời, cốt sáo cũng không phải như Tần Tang nghĩ trước đó, tác dụng chỉ đơn giản là ngọc giản cùng dẫn tử như vậy. Cốt sáo hẳn là do đại yêu sáng tạo công pháp đặc biệt luyện chế ra. Trong quá trình tu luyện, thời khắc cầm cốt sáo trong tay luôn có hiệu quả trợ giúp. Tuy không phải thứ cần thiết, nhưng không có cốt sáo, lúc tu luyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Tần Tang quên hết mọi thứ, trong lòng duy chỉ có Phật Ngọc, chờ đợi cốt sáo trả lời. Tu luyện không biết năm tháng, đảo mắt đã qua 3 ngày. Tần Tang ban ngày suy nghĩ tìm tòi, đến đêm thì tu luyện, chưa hề lười biếng. Nhưng khiến người thất vọng là, không chỉ cốt sáo không đáp lại, công pháp cũng không có chút tiến triển. Ta chưa từng lo lắng tâm ma, mới bắt đầu tu luyện đã học được cách dứt bỏ tạp niệm, sớm đã đạt đến cảnh giới tâm tĩnh như nước. Nguyên thần dưỡng kiếm chương không thua kém gì thiên yêu hóa hình. Nếu như công pháp yêu cầu hà khắc như thế, ngay cả tâm cảnh của ta cũng không thể nhập môn. Những linh trí chưa mở kia, hỗn độn không rõ yêu thú, căn bản không có khả năng tu luyện. Tần Tang nhớ lại cảnh ngộ mấy ngày nay, xác định được vấn đề ở chỗ nào, quan tưởng Phật Ngọc không có tác dụng. Như vậy chỉ có thể thử nghiệm thiên yêu. Thiên yêu, chỉ thấy đôi câu vài lời trong nhiều cổ tịch. Trong một vài cổ tịch có miêu tả chi tiết Long Phượng Kỳ Lân và các loại đại yêu thánh thú tiếng tăm lừng lẫy khác. Nhưng những đại yêu này cũng không phải là Tần Tang nhìn thấy tận mắt, không có cơ sở để hình dung, khó mà thấy được thần vận của nó. Thứ hắn thấy duy nhất là Thanh Loan. Năm đó ở Thủy Vực Loạn Đảo, cảnh bà triệu hoán Thanh Loan Mộc Khôi ra chiến đấu, điều này đã in sâu trong lòng Tần Tang. Hắn nhớ cảnh bà đã từng nói, nàng từng may mắn trông thấy diện mạo của Thanh Loan, hơn nữa còn tự mình cảm thụ khí tức của nó. Mặc dù không có tiếp xúc đến chân thân thần thú, nhưng tượng gỗ mà nàng tạo ra đã thần vận Thanh Loan, sinh động hơn những gì cổ tịch ghi chép. Lúc ấy hắn không nhìn ra chút kẽ hở, còn tưởng là một Thanh Loan sống sờ sờ. Quan tưởng Thanh Loan là lựa chọn tốt nhất. Có điều, tượng gỗ cảnh bà khắc rốt cuộc cũng không phải thiên yêu chân chính. Có thể kích phát cốt sáo hay không vẫn là ẩn số, không ngại thử một lần. Tần Tang đã phòng ngừa chu đáo từ sớm, nghĩ đến giờ khắc này, đoạn thời gian này, hắn rảnh rỗi nhớ lại chi tiết lúc nhìn thấy Thanh Loan, không bỏ sót chút nào. Thanh Loan sinh động lúc mới gặp, thần uy lúc ở Ngu Sơn Đình chiến đấu với ngự sử Thanh Hỏa, oanh liệt vào thời khắc đồng quy vu tận. Trong lòng hắn, từ lâu đã phát họa ra hình ảnh Thanh Loan. Hình dung đến vô cùng thuận lợi. Trong ý niệm tưởng tượng, ngàn vạn ngôi sao xa đang tỏa sáng, rực rỡ không gì sánh được. Lúc này có một con Thanh Loan vô cùng thần tuấn ngao du trong biển sao, thỏa thích vươn mình, trên lông vũ của nó bao phủ ngọn lửa màu xanh, tựa như dục hỏa thần điểu. Đột nhiên, cốt sáo trong tay khẽ động.
trong cơ thể Tần Tang dường như xuất hiện một cỗ lực hấp dẫn rất lớn, mở ra thần mục của Thanh Loan đang bay lượn trong biển sao, nhìn về phía hắn, sau đó mở rộng hai cánh lao vùn vụt tới. Vù vù, bầu trời sao trong tưởng tượng cuồng phong gào thét, bản thân hắn lại có một loại cảm giác ngạt thở. Tốc độ Thanh Loan kinh người, không đợi Tần Tang có phản ứng, Thanh Loan từ trên trời giáng xuống. Ý niệm của hắn đã rời khỏi tầm kiểm soát, trong tưởng tượng, bầu trời sao đều đang lóe lên, từ cao trên không trung bắn xuống tia sáng hẹp dài. Cùng một lúc với Thanh Loan, rơi vào đỉnh đầu hắn, từ huyệt bách hội tụ hợp vào trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Tần Tang cảm giác được một luồng khí thanh mát, lực lượng linh hoạt kỳ ảo xâm nhập vào cơ thể. Mang theo một loại cảm giác thoải mái khó nói lên lời, gió mát vờn quanh, phiêu phiêu dục tiên khiến người say mê. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1190, Tinh Linh Võng. Thành rồi. Trong lòng Tần Tang hơi động, cấp tốc đè xuống tạp niệm, chuyên tâm hoàn thành ấn quyết công pháp. Thanh Loan nhập thể xong liền biến mất. Đây chỉ là tưởng tượng của Tần Tang, lấy Thanh Loan làm vật dẫn, dẫn động tinh thần chi lực nhập thể. Lúc này, Tần Tang không nhìn thấy, quanh thân hắn tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, chính là lực lượng của Chu Thiên tinh thần, hắn đã thành công bước đầu tiên. Tinh nguyên nhập thể, hắn đã bỏ đi bước tôi luyện kia, dùng pháp quyết dẫn động tinh thần chi lực di chuyển toàn thân, cảm giác mát mẻ truyền đi khắp thân thể, huyết nhục dường như đều đang reo hò. Tần Tang đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái này, tử phủ đột nhiên phát sinh biến hóa dị thường, bị một loại lực lượng âm trầm kinh khủng xâm lấn, trực tiếp lao về phía nguyên thần của hắn. Tinh sát đến rồi. Tâm trạng Tần Tang trầm xuống, chú ý trạng thái nguyên thần. Hắn rất có lòng tin với Phật Ngọc, nhưng cũng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Loại lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, chưa từng gặp bao giờ. Tu tiên giới có truyền thuyết vực ngoại thiên ma, nghe nói cực kỳ khủng bố. Đến tu tiên giả hàng đầu cũng có thể đánh giết. Hắn không rõ ràng loại lực lượng này cùng vực ngoại thiên ma có liên quan hay không. Tinh sát là tên của đại yêu sáng chế công pháp. Vèo. Gió mây trong tử phủ biến ảo, Tần Tang cảm giác được từng cơn âm hàn tinh sát mang đến vô cùng khủng bố. Tinh sát điên cuồng tuôn về phía nguyên thần. Trong nháy mắt khi tiếp xúc, Phật quang từ Phật Ngọc không mảy may gợn sóng, tinh sát giống như đụng phải một bức tường, bị Phật Ngọc triệt để ngăn cách ở ngoài. Lâu sau vẫn không thể đánh bại, những tinh sát này chậm rãi tiêu tán. Chỉ cần không xâm nhập nguyên thần, trục xuất bọn chúng sẽ rất dễ dàng, mà nguyên thần chính là điểm yếu nhất của người tu hành. Tần Tang vừa buông lỏng một hơi, trong cơ thể đột nhiên truyền đến từng cơn đau tê liệt, khiến hắn nhíu mày. Hắn phát hiện, khi Chu Thiên tinh thần chi lực bắt đầu, tôi thể sẽ không thư thái như vậy. Huyết nhục giống như lần lượt bị xé rách cùng gây dựng lại, trong quá trình luyện khí đan xen giữa đau đớn cùng thoải mái. Tần Tang toàn lực vận chuyển công pháp, cảm nhận biến hóa của thân thể. Khi hắn tỉnh lại từ nhập định thì cảm thấy nhớp nháp, phát hiện thân thể ra một tầng mồ hôi mỏng. Tinh nguyên tôi thể, đồng thời cường hóa thể chất, nó cũng trục xuất tạp chất ra khỏi cơ thể. Có điều mặc dù Tần Tang chưa từng tu luyện công pháp luyện thể, nhưng trong quá trình tu vi lần lượt đột phá sẽ đạt được gì đó, hiệu quả không rõ. Chỗ tốt rất rõ ràng, lúc bắt đầu tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Linh quang trên thân Tần Tang lóe lên, lau sạch mồ hôi, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn ánh sao tiêu tán bốn phía. Thầm nói thời điểm tu luyện môn công pháp này động tĩnh không lớn, hoàn toàn có thể tu luyện tại Bảo Cô Sơn, sau này không cần phải chạy chỗ khác. Hắn quan sát bên trong thân thể, xem xét trạng thái cơ thể. Tu luyện công pháp yêu tộc, hơn nữa lại quan tưởng thiên yêu là Thanh Loan. Mặc dù quá trình tu luyện cực kỳ thuận lợi, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng, lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Tần Tang cẩn thận kiểm tra một bên, may mà không phát hiện chỗ nào bất ổn. Hắn tiếp tục nhập định tu luyện, tâm động tinh thần chi lực, mãi cho đến lúc rạng sáng khi ánh mặt trời bắt đầu mọc, cảm nhận được sức nóng thiêu đốt mới dừng lại. Một đêm khổ tu, thu hoạch tương đối khá,
Tần Tang rất hài lòng. Không hổ là công pháp đứng đầu, Tần Tang có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể lột xác dưới sự luyện hóa của chu thiên tinh thần chi lực, đạt đến trình độ nam tử mũi ưng cũng không phải là vọng tưởng. Mấy năm vân du, lại trải qua mấy lần chiến đấu tại Thất Sát Điện, thậm chí còn có hai trận là đại chiến sinh tử. Gặp phải hai cường địch hậu kỳ đỉnh phong, lĩnh ngộ sát phù lại sâu thêm một tầng, tạm thời không cần cố đi tìm người chiến đấu. Trái lại vẫn luôn không có tin tức thập đại thần mộc, đoán chừng sắp tới sẽ phải đứng trước công pháp bình cảnh. Không thì tu luyện hai môn công pháp cùng lúc, buổi tối tu luyện thiên yêu luyện hình, tranh thủ trước khi Thất Sát Điện mở ra lần tiếp theo, đột phá tầng thứ ba. Pháp thể song tu, có được chiến lực sánh ngang hậu kỳ đỉnh phong, mới có thể thông qua kiếm đường. Tần Tang quyết định đi con đường này, thiên yêu hóa hình cho hắn vốn liếng để mở ra lối riêng. Nhưng mà, bình cảnh cũng không dễ đột phá, tinh nguyên quán thể. Tần Tang nhớ lại công pháp miêu tả, tinh nguyên quán thể cần tìm nơi cực kỳ dồi dào chu thiên tinh thần chi lực cùng linh khí, mà nơi tốt nhất chính là Chỉ Thiên Phong. Hiện tại, hiển nhiên không có khả năng đến Chỉ Thiên Phong, chỉ có thể tìm một nơi đặc thù tương tự ở Thương Lãng Hải. Công pháp bình cảnh tầng thứ hai, yêu cầu cũng không cao. Đúng rồi. Tần Tang đột nhiên nhớ tới một vật, nhanh chóng tìm kiếm trong thiên quân giới, lấy ra một mớ sợi tơ. Đám tơ nhìn như mớ tạp nham, Tần Tang nhẹ lắc một cái liền mở ra một tấm lưới lớn, lơ lửng ở không trung, chính là tinh linh võng cảnh bà cho hắn. Năm đó tấm tinh linh võng này giúp hắn nhanh chóng bắt được tinh nguyên thạch, đoạt được vị trí đầu tại Chỉ Thiên Phong, bây giờ lại có thể phát huy tác dụng. Chu thiên tinh thần chi lực dẫn vào trong cơ thể không thể sử dụng hết được, tinh huy tiêu tán có hơi đáng tiếc. Vừa hay dùng tinh linh võng giữ lại tiếp tục dùng, hiệu suất sẽ cao hơn dẫn động mới, tốc độ tu luyện lại có thể nhanh hơn chút. Với sự trợ giúp của tinh linh võng, ngưng tụ đủ lực lượng chu thiên tinh thần, đủ để hoàn thành tinh nguyên quán thể lần thứ nhất và đột phá công pháp tầng thứ hai. Các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.